Thực sự thì bản thân em nha, em luôn cảm thấy thoải mái vì mình là chính mình đấy chị. Tại vì lúc mình lên sân khấu ấy, mình sẽ không thể nào mà kiểu mình cố gắng để trở thành một người nào khác được. Bởi vì bản thân em thì luôn tin là khi mình là chính mình, mình sẽ có một cái năng lượng rất là tốt để mà có thể tỏa sáng trên sân khấu. Và ở bên ngoài thì em cũng như vậy. Chúng ta là một phiên bản duy nhất và độc tôn trên trái đất này. Chính vì vậy hãy tự tin và tỏa sáng theo cách riêng của mình nha. Chúng ta luôn luôn nói về nữ quyền, nhưng mà có thể là mọi người hơi hiểu sai một xíu về nữ quyền là hạ bệ phái nam. Và mọi người cho là nữ quyền là một cái gì đó rất là đau to búa lớn. Nhưng mà với bản thân em thì em thấy nữ quyền đó là một cái làm cổ vũ cho phụ nữ để làm sao họ có thể lựa chọn một cách, một cuộc sống mà họ mong muốn. Họ có thể là một lựa chọn là mình ra ngoài, mình trở thành một người phụ nữ thành đạt vinh danh, hay là mình có thể lựa chọn ở nhà để mà chăm sóc cho gia đình. Nó sẽ là phụ thuộc vào lựa chọn của họ. Và bản thân em nghĩ là chúng ta nên hiểu đúng một chút thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Dùng 3 từ để mô tả về người bạn của mình thì bạn sẽ dùng những từ gì? Hai người bên cạnh à? Đúng rồi, em đấy, cứ mình cứ nói từng từ nhé. Với Thảo Nhi thì Châu sẽ miêu tả là vui tính, thẳng thắn, nhiệt tình. Còn với thì Thủy Tiên sẽ là một cô nàng dễ thương, dịu dàng và ấm áp. Ba từ đúng không? Châu là một người vô cùng dễ thương, kiểu nó gọi là sweet heart thì được anh. Từ dễ thương nó còn chưa đủ, nó một cái từ khác như chúng tìm hiểu nữa. Châu là dễ thương, thân thiện, vui tính. Và Tiên là một người thông minh, thực tế và dễ thương. Chị Châu là chị Châu hiền lành, ngọt ngào và ấm áp. Những cái từ gì mà sweet, thật sự là ngọt, ngọt, ngọt là dành cho chị Châu á. Đúng là cái từ đấy. Tính xấu của đối phương. Nóng tính. Nhi là nóng tính. Tiên là chắc là hay ăn vặt. Chị Nhi có nhỉ? Chị chẳng biết Châu xấu tính cái gì không ấy. Có cái điểm nào đấy mà bạn thấy cần cải thiện ấy. Chị có cái việc là Châu là một người hiền. Hiền, vô cùng hiền luôn ấy. Siêu hiền. Đôi khi mình cái gì bị nhiều quá nó cũng thành một cái thành bất lợi của thân mình. Được. Thì ít hiền hiền đi một tí. Chứ không ăn bắt nạt nữa nhé. Sẽ cố gắng. Hiền người Tiên thì lý trí nhiều. Cân bằng lý trí. Cân bằng lý trí với cảm xúc. Tại vì phụ nữ mình có thêm cảm xúc một tí thì mình sẽ truyền cảm hứng tốt hơn. Được rồi. Phải học. Phải học nên là phải cải thiện, bên trong ra mình lắng nghe trái tim mình nhiều hơn. Còn em nghĩ gì về hai người chị của mình? Anh nghĩ là chị Châu là em cũng nói rồi, chị Nhi là mạnh mẽ, siêu mạnh mẽ luôn. Đấy là bây giờ mình đang nói tính xấu. Tính xấu chắc chắn là nóng tính rồi. Cái nó nằm trong cái hàng đầu trong danh sách của mình. Điều khác ghê. Ok, và cuốn sách mà bạn yêu thích nhất? Think and Grow Rich. Chào rất là thích quyển đấy. Yes. Think and Grow Rich. Yeah. Cái mà như thích là The Secret. Yeah. Đấy, quyển sách đấy là cái nó gọi là bí mật. Và cái quyển sách này là quyển sách mà đầu tiên mà lúc mà Nhi đọc mà nó thay đổi cuộc sống hoàn toàn. Chính xác. Là vũ trụ ấy các bạn ạ. Yeah. Cuốn sách của em là Cuộc sống không giới hạn, Life Without Limit. Đó là một cuốn sách mà ba em mua cho em. Lúc ba em bước vào nhà sách thì em nhớ nó nằm trong cái kệ bestseller vào cái năm mà em chuẩn bị thi cấp 3, như là phải viết một bài văn tự sự ấy. Cho nên là cuốn sách đó truyền cảm hứng cho em rất nhiều và cũng là một trong những nguồn động lực để mà em luôn vượt qua giới hạn của bản thân. Ba từ để chỉ mẫu đàn ông lý tưởng của các bạn? Tôn trọng, hiểu, thấu hiểu và quan tâm. Thông minh, tài năng, hiện đại. Là thông minh, thấu hiểu và cầu tiến. Có một hình mẫu người nổi tiếng, diễn viên, ca sĩ nào đó mà là theo bạn thì đấy là một người đàn ông hoàn hảo, lý tưởng? Thực sự thì mình cũng không biết, bởi vì bản thân Châu muốn tìm hiểu một con người thông qua cái việc mình tiếp xúc hay là tính cách của người đó. Nếu như mà yêu thích thì là anh Karik. Justin Bieber. Bin Bin. Ai? Bin Bin. Bin Bin ở Hàn Quốc. Hàn Quốc. Biết ngay. Dạ. Rất thích Hàn Quốc ạ. K-drama. Và lúc này là một câu hỏi mọi người cũng rất là tò mò, nữa là các bạn đã có bạn trai chưa? Hiện tại thì Châu chưa ạ. Nhi có rồi. Em chưa ạ. Người mà các bạn rất là ngưỡng mộ? Mẹ.
chung lại luôn luôn là mẹ rồi, chắc chắn là mẹ cũng là bên cạnh mình, nhưng thêm nữa Nhi là bà nội. Nhi về Việt Nam và Nhi sống 4 năm nay cùng bà nội và thực sự là một người phụ nữ mạnh mẽ. Với em là cả bố lẫn mẹ. Bye, tạm biệt, goodbye.